Nghệ sĩ Thanh Điền nhập viện mổ gấp vì chứng sỏi túi mật tái phát. Sáng ngày 6 tháng 7, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền cho biết, sức khỏe của ông đã tốt hơn sau một tuần từ khi xuất viện. Trước đó, ông phải nhập viện cấp cứu và tiến hành mổ gấp vì chứng sỏi túi mật tái phát. Hiện tại, ông được bác sĩ khuyên ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ để hồi phục thể trạng. Để bảo vệ sức khỏe, ông ăn theo chế độ của bác sĩ và kiêng đồ ăn dầu mỡ, hạn chế ra gió. Nghệ sĩ sẽ đến bệnh viện tái khám vào ngày 29 tháng 7 tới. Sau khi xuất viện, Thanh Điền về nhà riêng ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để dưỡng bệnh. Nam nghệ sĩ không sống cùng con, nhưng trong nhà luôn có 4 người kề cạnh chăm sóc ông. Họ là những người thân thích đã chăm sóc vợ chồng ông trong nhiều năm qua. Mỗi tuần, con và cháu đều thu xếp về nhà để thăm nghệ sĩ Thanh Điền. Nghệ sĩ chia sẻ, trước ngày mổ, tôi rất lo lắng, bồn chồn. Tôi đã gần 80 tuổi, nên nghe đến chuyện phải đụng đến dao kéo thì sợ lắm. May mắn là ca phẫu thuật đã thành công, tôi rất mừng. Theo nghệ sĩ Thanh Điền, nhiều đồng nghiệp hay tin ông bệnh, rất lo lắng, gọi điện hỏi thăm liên tục. Một số nghệ sĩ còn không ngại đường xa đến tận căn nhà của ông ở ngoại ô để thăm hỏi. Không chỉ đến thăm bệnh, đồng nghiệp còn mang theo quà để chúc mừng sinh nhật nam nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền cho biết, trong suốt quá trình điều trị bệnh, ông luôn giữ tinh thần thật lạc quan. Dẫu đôi lúc ông hơi yếu lòng khi nhớ đến vợ quá cố, tuy nhiên, nhờ sự động viên và quan tâm của các con, ông được tiếp thêm sức mạnh. Trước đó ngày 12 tháng 7, nghệ sĩ Thanh Điền khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng huyết áp lên 200mm thủy ngân, đường huyết cao 165mg trên decilit, tim đập mạnh. Bác sĩ thông báo ông phải tiến hành mổ gấp vì chứng sỏi túi mật tái phát sau 6 năm. Theo ông, lần đổ bệnh này ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của ông. Nam nghệ sĩ phải ngừng tham gia phim truyền hình đóng cùng Ngọc Huyền, Bảo Trung, Hòa Hiệp. Thanh Điền bộc bạch, may mắn là nhà sản xuất cảm thông, tìm người thay thế tôi kịp thời. Những ngày qua tôi cũng nhận được nhiều dự án mới, tuy nhiên tôi chưa dám nhận lời vì phải chờ theo dõi tình hình sức khỏe ra sao. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!